Thank you.
chi bằng. Hôm nay chúng con xin về nương thành tâm kính đảnh lễ, nhân tâm đảnh lễ. Nam mô thập phương tam thế nhân thiết thượng trụ Phật bảo Phật đà. Đừng có quan tâm đến những người xung quanh.
để ý đến hơi thở của mình. Mình đang nhận biết là mình đang thở vào và mình đang thở ra. Không cần phải ráng thở, cứ để hơi thở tự nhiên. Khi thở vào thầm niệm A Di, khi thở ra thầm niệm A Di Phật. Mình niệm Phật, mình phối hợp với hơi thở của mình. Thở vào A Di, thở ra là Phật. Không cần phải ráng, không cần phải làm gì cứ ngồi yên để ý thì mình sẽ nhận biết là mình đang thở vào. Do not thinking, worry of anything else. Allow yourself to sit peacefully where you are. Enjoy the time that you're able to relax. Relax your shoulders, relax your hands. Close your eyes so you can rest, because you have been using your eyes the whole day, the whole week. And you did not have a chance to close down, to allow your eye to rest. Hai mắt mình đã mỏi lắm, và từ sáng giờ mình cứ mở mắt, mình nhìn mình làm việc. Hai chân mình, hai tay mình, bây giờ mình ngồi yên, mình buông thân, và mình thở thật là nhẹ nhàng, để mình điều hướng. Mình ngửi thấy cái gì mình đang đến trong cơ thể của mình. You are for the day. You are in the peace. You are free to send your love to each of your body part. Body, speech, and mind. Held in perfect oneness. I set my heart along with the sound of the bell. May the bells be awakened from forgetfulness and transcend all of my anxiety and sorrow. Vì biết rằng thân tâm tôi đã lắng xuống,
Breathe in and smile. Breathing out, I know my body and my mind start to calm down. We live in the condition of happiness, but we never know.
We're just looking for happiness, but even when happiness arrives, we do not know that is happiness. Maybe one day I was in, on the way to Cambodia and China, and I stopped by Taiwan, and then there was a lady who sat beside me. She looked at me and she said, "You look like Thầy Pháp Hòa." "You look like Thầy Pháp Hòa." I said, "Oh, I'm happy because I look like Thầy Pháp Hòa." "You know Thầy Pháp Hòa?" She asked me. I said, "No, but how about him?" "Oh, he gives good Dharma talk. I watch him a lot. You know, you look very like similar to him." So I just sit and talk with her for hours, but she never know that I'm Thầy Pháp Hòa. So when your friend come to see her, "Hey, come here, look at this one. Does he look like Thầy Pháp Hòa?" And that lady, very happy and surprised, "He is Thầy Pháp Hòa." He said, "You làm để mắng mình." "Để mắng" means you broke my trick. Sometimes we are facing our loved one every day, but we never recognize this is a happiness. Lot of people, when they stay with the parents, and they very hardly and very rarely to sit down and look at their mom or their dad. So one day their mom and dad pass away, and at that time they cry and they will regret that they did not have much time for their parents. In our habits, we always expect to have gift presents on our birthday. But very, very rarely that we prepare a gift to give our mom on our birthday. Usually we expect gift from mom, from dad, from our loved one, but we forgot to prepare a gift for our mother. Why? Because we do not know that is the day that mother hardly to bring us to life. She hardly to believe us to life. So in Asian, we call our birthday is the hard day of mother. We call Mẫu Nam Nhật. A day is a hard day for mother. A hard day for mother. Because she has to handle all kind of painful, all kind of suffering in order to deliver us to life. So from now on your birthday, make sure you beside you receive all gifts from your friends, from your relative, from the cousin. Make sure you yourself prepare a gift for your mom. We are looking for tomorrow, but we never know that tomorrow will become today. So instead of waiting for tomorrow, why not we live wholeheartedly what is called today? Because tomorrow will arrive and we will never have tomorrow. We only have today. There was a man who was selling candies and put up a sign. All the kids, spend all your money for today. Tomorrow you come back for free candies. So when the kid read that message, that sign, they spend all the money for the candies. The next day when they come, they just stay there for the whole day and waiting for candies. And the seller always said, "Why you stay here? You block my way." They said, "Yesterday we came here and we read your sign. Spend all the money for the candies and next day, tomorrow we come back here for free candies." And he pointed at the sign and he said, "Read carefully, tomorrow. So don't come today, tomorrow you come back." So the kid, you know, they never have tomorrow. Sometimes we will trick like that. We don't wholeheartedly recognize what is called today. We don't wholeheartedly recognize the happiness is right in front of our son. So once, you know, in Asian, the sunshine symbolizes for the time.
Time will fly, and if you do not appreciate the time, time will fly and you never cannot take it back. Today is September 30th, it means almost 10 months past. So since we celebrate the new year, up to this moment, it's 9 months already, we ask ourselves how did we live? Do we happy enough? Are we yelling, we screaming, we angry most of the day? And how about all the people around us? They still have 24 hours, but they live happy. But we also have 24 hours, but we're not happy. So remember, happiness, nobody can give it to us. It depends on how we can view things, how we can see things. When people offer you a dish, you have the right to select the food you like instead of angry, instead of, you know, disagree why you have to disagree. They offer you the food with all your attention, all your love. You take whatever you like. And if you know how to take whatever you like, you yourself make you happy enough. Instead of complaining, instead of expect, why don't we open our heart and accept? You accept more, you're happy more. You expect more, you're happy less. The key of living is mindfulness. Be mindful on everything around us. When you have no expectation, but whatever people offer you, you will be more happy. Because things you never expect, but that come to you, you happy more. So make sure you begin your day very simple. Begin your day with a simple thing. For example, every morning when you wake up, you smile. How wonderful, I have a new day to live. Very simple. Begin your day with something very simple. Because when you're happy that you still have a day to live, you will use this day wholeheartedly. And this is what we can tell ourselves. Wake up this morning, I smile. I have 24 brand new hours to live. I vow to use this day wholeheartedly. Some people, they are looking for things to kill the time. But if we are wise and mindful enough, what we will say, I will use him to use the day. I will use the day meaningful instead of looking for things to kill my time. Time, nothing wrong. We did not do anything wrong. Why we need to kill the time? The time allows us to be happy. Why don't we be happy? Every morning when we wake up, we say, good morning, my family. Good morning, friends. Good morning, our colleagues. You begin the day. I print the t-shirt for teenager on teenager retreats. And this is the word I put, the back of the t-shirt. Peace begins with your lovely smile. So all the young friends, when they come to the retreat, they put on that t-shirt. They walk around the temple, and everybody can read a message from each other. The back can read from the front. Peace begins with your lovely smile. You make the situation relax and release right away after you smile. Even you go to a meeting, you feel the condition is very hard, very hot, very terrible. Joke. Take some joke. Say something to make people laugh. You change the condition right away. The same as when you're too hot, you use a fan. When you're too cold, put on your coat. So the problem is don't complain the weather. If you have a fan and a coat, and why you complain whether cold or hot? Because this is natural. This is weather. You cannot do anything with the weather. But what you can do is you can control your temper inside.
we can control inside of us. So if we can, we're able to do that, we are lotus. You know why? Because lotus is the flower come from the mud. And from the mud, there is flower blue. Without the mud, we have no lotus. Without any problems, we have no lotus. This evening, I talked with a young boy, only 7-8 years old. And his mom told me that he was in school and he was people bullying him. And I asked him, are you happy when people bully you? He said, no, I'm not. I said, okay, do you know what you learn from that? Anything you're not happy, make sure you don't do to others. Anything you make you happy, try to do to others. Because what you happy, people will be happy. Another way, whatever you want people to treat you, treat them first. You treat them nicely first. And even if they don't treat you right at the beginning, but slowly, you know, you will melt a very cold heart with your behavior. You know, we have a song called Winter Heart, very cold heart. No matter how freezing, but if the hot temperature comes, you will melt all kind of ice. So the point here is that practicing, our own practicing. So when you come to the lotus temple, why in Buddhism is so important as a lotus? The Buddha sit on lotus. The Buddha walk on lotus. Even when you join your palms, you also join your palms as a lotus. This is the greeting to each other and remind each other. We are learning from each other. If we have no problems, we never learn from problems. So to me, if I am facing a difficult time, I always remind me, this is a lecture for me to learn. Learn that I never repeat this, I never do this. If something positive comes to me, I will tell myself, I learn to be the same. So if you see some bad people, don't hate them, don't underestimate them. Don't ignore them, don't refuse them, but you respect them. You respect them and, you know, you thank them because they give you a lecture of what is called difficult, what is called negatives, what is called not to do. If you see people in the good, you tell yourself, learn so I can be the same. You will be surprised when you go to the temple. How come some Vietnamese temple, they have all many beautiful Buddhas, but at the very back, there was a man who looked very ugly, very mean, something long time, with many mountains on his head, very fire face. We call the fire face Bodhisattva. Why? Because we accept all kind of people, whether they're good or bad, they have to take you, to take them off. And the bad people, you take them in order to help them to transform. If you refuse them, even you still refuse them, then the whole society will also refuse them. And if we only take good people, you know, you only take flowers, you don't take the leaves, but you forgot one thing, the leaves will make flowers more beautiful. It doesn't look nice if the flower arrangement only flowers but no leaves. Even the leaves are not important. The leaves are something, you know, not the main thing we decorate, but without the leaves, the flower arrangement doesn't look nice. So if people give you hard time, you can help yourself. I have learned to be a lotus. They are the mud to help me grow better. So problems are the mud, is the mud. You are the flower. No mud, no flower. No difficulties, no growing up. If you fall down, you will stand up where you fall. And that will help you to learn. And this is the practice of Buddhism. Buddhism is not a religion. Buddhism is an education, to educate us to live a better life. We still talk, but we learn how to talk properly. This is Buddhism.
We still eat, but Buddhism will advise us how to eat mindfully, so we won't bring unhealthy condition to our physical body. We still play games, but the Buddha advises us not violent games. And we have to adjust the time, what time to play, what time to work, what time to eat. If we know how to moderate, and that day will be more meaningful than the day of food, you have everything together. Is that sharing with you something in the practice? So thank you for your coming and listening, and allow me to share with you briefly about the meaning of the lotus. And remember, if you have a piece of gold, can be equal to a piece of time. But money cannot buy time. The money cannot buy any time. If you lose the money, you can gain it back. But if you lose your time, you cannot take it back. So make sure we understand time is short, fragile. Wholeheartedly use the day. Wholeheartedly be there for your loved one. Don't wait until they are no longer beside us. We regret. If we want to say something nice to our loved one, go ahead and say it. Don't wait until they die. You write something on a card, on a piece of paper, on a monument. Those cannot feel your words. Only the heart can feel your words. So I hope that with a short story about the young one and the master, we can take this as a lecture for all of us. They will recognize these teachings from the Buddha and wholeheartedly put that into your daily life. Buddhism is not only philosophy, but Buddhism is the way to live. May your way of living beautiful and happy. Thank you. Kính bạch Thầy trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2016, đầy đủ duyên lành. Chúng ta được gặp nhau tại chùa Liên Hoa, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Tối nay quý vị có khỏe không? Hồi nãy có một bác Phật tử gặp Pháp Hòa đang ngồi uống nước. Bác bước vô, bác nói: trời ơi, bữa nay gặp được thầy rồi. Mà bác mới nói: tốt, con gặp thầy mỗi tối. Qua bà mới hỏi: vậy bữa nay nhìn có lạ không, có chừng lộn thầy nào? Nó nói: không, thầy trong dĩa thiệt. Nói: không, thầy này trong tô. Đại chúng, ngày xưa đó, có một người đệ tử mới hỏi thầy: thầy ơi, sao mà con sống, con tu mà con không có hạnh phúc? Con sống mỗi ngày mà con không có bình an. Thì người thầy mới nói: tại vì con không có để ánh sáng mặt trời soi rọi vào con mỗi ngày. Người học trò mới nói: trời ơi, con đi làm ruộng, làm vườn mỗi ngày mà làm sao không dưới ánh nắng được? Người thầy mới nói: không, con sống dưới ánh nắng mà không có để ánh nắng massage con. Và thưa đại chúng, theo cái tiếng Hán đó, cái quang âm là cái ánh sáng đó, tượng trưng cho thời gian. Chúng ta vẫn sống trong mỗi ngày, nhưng mà chúng ta không có để thời gian làm cho chúng ta hạnh phúc. Người xưa có một câu như thế này: nhất thốn quang âm, nhất thốn kim. Thốn kim nan mãi, thốn quang âm. Thất lạc thốn kim, dung dị đắc. Quang âm quá khứ, nan tái tập. Đọc lại ha. Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim. Thốn kim nan mãi, thốn quang âm. Thất lạc thốn kim, dung dị đắc.
Quan âm quá khứ nang tái tầm. Mình dịch cái câu đó là một chút thời gian một chút vàng, hay là một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc vàng và vàng không mua được tấc thời gian. Khi vàng mà mất tìm lại được, thời gian đi qua không dễ tìm. Mình có thể tìm lại một tấc vàng, nhưng mình không tìm lại được thời gian. Năm nay người Việt chúng ta ở nước ngoài là 40 năm hơn rồi. Khi mình đi qua đây mình mới có 30 tuổi. Giờ nhìn lại mình đã tới tuổi cổ, thất thập cổ lai hy. Tiếc quá muốn trở lại, nhưng mà không có được. Mỗi buổi sáng ngủ dậy nhìn tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Tầm tóc lên còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, đấm vô ngực lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Tâm hồn của mình á còn trẻ trung lắm, nhưng mà sự thật là cơ thể mình bắt đầu đã già suy theo thời gian. Như thế thì thưa đại chúng, là không phải mình già, cái cơ thể mình nó già nua rồi tâm hồn mình nó cũng lụng tàn theo cái cơ thể, mà ăn thua là cái cách nhìn cuộc sống. Dù thân xác có già nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Vừa rồi Pháp Hòa đi khóa tu ở bên Mỹ, ở bên Denver, có một bà cụ 82 tuổi, tới giờ thiền trà vẫn đứng lên hát bài, 4 bài hát một lượt, mà hát rất hay chứ không phải hát dở. Giọng còn cao vút mà rất hay. Hát một bài tiếng Pháp, hát một bài tiếng Anh, hai bài tiếng Việt, mà hát mấy cái bài nhạc tình ngày xưa hay lắm. Cho nên cái tâm hồn của một người 82 tuổi không có già. Cho nên quý bác đừng có lo, mình chỉ già cơ thể chứ mình không già tâm hồn, nếu chúng ta là người thẩm thấu được lời Phật dạy. Bây giờ mình làm sao để mình thân thể có già mà tâm hồn mình không già? Làm sao? Chúng ta biết bắt đầu mỗi ngày bằng những điều rất đơn giản. Sáng ngủ dậy, thay vì nhăn nhó trời ơi thêm ngày nữa tự nhiên thấy ngày nó mệt mỏi rồi, phải không? Sáng ngủ dậy phải cười một cái, cười mỉm thôi, không cần nhăn răng. Con cái nó tưởng mình tới rồi. Cười mỉm thôi. Hạnh phúc quá, hôm nay còn được một ngày nữa để sống. Bài kệ ngủ dậy nè: thức dậy mỉm mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Chỉ cần nhắc mình câu đó thôi. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi. 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là gì? Là mới toanh. Dịch tiếng Anh là brand new. 24 giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Nhìn như thế nào? Nhìn như thế nào? Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Thay vì sống mà hận, mà giận, mà ghét, mà tức, mở mắt ra con đã chết chưa, trời ơi chi cho nó khổ. Cứ nhớ cái con đó hoài chi, nhớ cái thằng đó hoài chi. Vì cái con đó nó về nhà nó ngủ rồi, mà mình đem nó về mình đè trái tim mình, đầu hôm ngủ cũng khổ, sáng ngủ dậy cũng khổ. Cho nên cuối cùng hết đời rồi hưởng khổ. Hỏi chừng nào chết? Kiểu này chết chắc.
kiểu này chết chắc, mà thế nào cũng chắc chết. Cho nên thưa này, chúng tu Phật á, không có gì khó đó. Phật giáo không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng mỗi ngày xin Phật. Mình xin cái gì? Mình xin cái giáo pháp của Phật để nuôi tâm. Mình xin chén cơm của bá gia bá tánh để nuôi thân. Đó là ý nghĩa của một người khất sĩ. Khất sĩ là đi xin ăn. Nhưng mà xin cái gì? Trên là xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm mình. Kế đến là mình xin chén cơm nuôi thân. Thế thôi. Hạnh phúc cũng ăn nhiêu đó, giàu có cũng nhiêu đó, mà nghèo nàn cũng nhiêu đó. Tại no cái bao tử rồi, sống cũng thở giống nhau, mà chết thì cũng lạnh ngắt giống nhau. Nhưng mà tại vì chúng ta không có biết bắt đầu một ngày bằng những gì thật đơn giản. Sáng ngủ dậy nhắc mình, hôm nay mình còn sống. Phải nắm bắt cái cơ hội, đừng để nó đi qua. Tại vì nếu mà quý vị thấy không, một tấc thời gian, một tấc vàng, người ta không hiểu, người ta nói là sao? Trời ơi, để tôi kiếm cái gì làm cho tôi giết thời gian. Trời ơi, thời gian đâu cần phải giết. Mình sao giết nổi thời gian? Mà nếu chúng ta đổi cái cách lại, kiếm cái gì làm để uổng thời gian? Hai cái nó khác liền. Cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta tự chúng ta tưới tẩm tâm hồn chúng ta bằng cái gì. Ví dụ ha, mình đi chùa gặp nhiều cái điều bực bội, cái mình tối ngày mình có nói đi chùa làm gì, đi chùa mà phiền não quá đi làm gì. Rồi mình nói cái câu đó với mình nói cái câu đó với bạn bè, riết rồi tự nhiên mình súng lại, mình tưới toàn là phiền não đi chùa làm gì. Nhưng mà nếu như mình tưới với nhau, trời ơi chị ơi, mình đi chùa mình tu, giác chi cái dấu quyền để vô đó nó thành chữ tù, cũng là cách tưới. Mà chữ tù thì nó nặng nề, mà chữ tu thì nó thênh thang. Cho nên hồi xưa người ta mới nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tầm. Nẻo đạo thênh thang không ai tới. Ví dụ như quý vị đi tới mấy cái quán bar, nó limit người vô, một lần vô được có 50 người, mà nó sẵn sàng nó đứng ở ngoài cửa, nó chờ một người ra thì một người vô. Còn cửa chùa mở rộng, ăn free, ngồi free, thuyết pháp free, lấy dĩa free, cái gì cũng free mà không thấy tới lấy. Trời ơi, quý vị thấy. Tại vì chúng sanh mình sống theo cái tập khí, ôi tập nhiễm của mình. Chứ mình sống theo cái tập nhiễm của mình. Vậy thì cái mà chúng ta nhắc chúng ta phải bắt đầu một ngày mới bằng những gì thật đơn giản. Chúng ta còn đang sống. Thí dụ bây giờ bác nào 80 tuổi mà sáng ngủ dậy mà lưng nó không đau, mừng. Bữa nay lưng không đau. Rồi khi ngồi dậy đừng có bước xuống giường liền nghe té. Duỗi chân ra vô vài cái cho máu huyết nó lưu thông. Còn không nằm trên giường, duỗi chân ra vô vài cái cho máu huyết lưu thông, giơ tay giơ chân vài cái máu huyết lưu thông, rồi bắt đầu đứng dậy. Chà, hôm qua đi cà nhắc, bữa nay đi cà khọt. Thầy hạnh phúc hai cái cà. Thôi kệ, thầy ở chùa mặc cà sa, mình cà thọt. Cũng đỡ, cũng cà như ai vậy mà cà thọt. 82 tuổi rồi mà đi được vậy là mừng. Hồi 70 tuổi ăn được 3 chén cơm, cái tự nhiên ngồi than, trời ơi sao giờ 80 mới 2 chén phát nó no. Mô Phật. Người ta 80 ta có 1 chén à, mình 80 2 chén cơm mỗi buổi còn than nữa. Có cái bà đó đi, có cái ông đó đi vượt biên qua tới bên đảo rồi trại tị nạn. Ổng lận ra trong cái lưng quần, ổng còn đâu được 2 cái hột xoàn bị lúc đi vượt biên giấu đó, rồi bán riết cái còn 2 cái hột xoàn trong cái lưng quần. Mới nói, trời ơi trời, còn có 2 cái hột xoàn sao sống đây. Cái ông kế bên ổng còn cái quần xà lõn, ổng nói trời ơi trời, tôi còn cái quần xà lõn sống với ai đây, mình còn 2 cái hột xoàn mình khờ than, người ta còn quần xà lõn người ta cũng sống với ai. Phải không? Rồi cái không phải cái vấn đề là cái
cái gì đó nó cho mình mà tự mình biết suy diễn, tự mình biết quán chiếu. Mình mà biết quán chiếu mọi việc á thì tự nhiên cuộc sống nó nhẹ ra, cho dù cái chuyện đó là cái gì đi nữa. Ví dụ người ta nói nặng mình một câu, mình nghe cái câu đó nặng cái mình buồn, thì tự nhiên mình nghĩ lại, kệ người ta nói nặng để mình sửa đổi. Tại cái tánh mình cứng lắm, mình cũng thuộc dạng cứng đầu, nói nhẹ không được, phải nói mạnh. Ông hộ pháp nói không được, tới ông tiêu nói. Cho nên chùa thờ hai ông, ông kia ông hiền quá, ông gặp mình bình thường, còn ông kia ông trừng mình, cái dạ dạ để con làm. Chùa phải có hai cái ông đó. Cho nên lâu lâu mà gặp ông nào mà trợn trừng với mình, nói dạ Nam Mô Tiêu Diện Bồ Tát. Tại vì cái vị mà trừng trộ đó để cho mình tu. Và nhiều khi tại vì chúng sanh mình, trong kinh Địa Tạng nói làm sao, những chúng sanh tánh tình cứng cỏi, nhớ không? Cho nên các vị Bồ Tát mới thiện cõi đời để làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Ai nhớ cái phẩm kinh Địa Tạng đầu tiên đó không? Khen xong chư Phật thải điều sai thị giả, kính thâm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn mỉm cười và vừng mây sáng rỡ, như là vừng mây sáng rỡ đại trí tuệ, vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng rỡ đại quý y. Chúng sanh không hề biết cái gì là pháp khổ pháp vui. Cho nên Bồ Tát phải kỵ thiện cõi đời này, tại vì chúng sanh tánh tình cứng cỏi. Người nào mà đang hiếp được là mình hiếp tới bến luôn. Còn người nào mà trừng trộ với mình thôi, đừng đụng nhỏ nó dữ. Tại vì mình ăn không ăn hiếp được cái mình cho người ta giữ. Còn mình ăn hiếp được là mình tới bến luôn rồi. Lúc đó ai nói mình giữ? Cho nên mình tu để làm gì? Mình tu để có thời gian mình quán chiếu lại mình. Trịnh Công Sơn có câu: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương và nhìn kỹ lại mình. Có nhiều khi mình nhìn xung quanh nhưng mình quên nhìn mình. Mà mình quên nhìn mình tức là mình mất chánh niệm. Mà mình mất chánh niệm thì đôi khi mình vung vãi, mình múa may quay cuồng, mình dữ dằn mà mình không hề biết. Rồi mình nghĩ như vậy là mình số 1. Nhưng mà người ta cũng đếm mình số 1 mà đếm từ dưới đếm lên. Phải không? Thành thử ta gặp mình, ô anh là số 1, hỏi phải kỹ số 1 từ đâu đếm lên. Từ trên đếm xuống hay từ dưới đếm lên. Cho nên đừng có để cái thời gian của mình nó lãng phí trên những cái chuyện khác. Mà chúng ta phải nhận ra rằng một tấc thời gian một tấc vàng. Vàng không mua được tấc thời gian, vàng mất có ngày tìm lại được. Không thể tìm lại thời gian khi đã mất. Như vậy thì thưa đại chúng, bây giờ chúng ta thấy rằng mình đã già rồi, tuổi đã lớn rồi, mình phải làm gì cho cuộc đời của mình? 40 năm gây dựng sự nghiệp ở xứ người, rốt cuộc rồi nó cũng bình thường như ai. Phải không? 40 năm làm công xương sống, cống xương sườn. Rồi cuối cùng mỗi tháng mình cũng làm lên chức vậy. Bây giờ mình là má của Obama, mình là ba của Obama. Tháng nào Obama cũng gửi check thẳng vô băng mình hết. Mà con trai dặn đừng đi chơi xa, 30 tháng cúp lương. Thì 29 ngày thôi. Thế đại chúng là quý vị thấy mình có phước không? Mình có phước lắm. Cái cỡ tuổi già cỡ như mình ở Việt Nam là chắc giờ mình cũng bình thường, không có gì đặc biệt đâu, có mấy trăm lương tháng đâu. Thành thử mình nhận ra cái phước đó để làm chi? Để mình sống bằng lòng vui vẻ với những gì chúng ta đang có. Đừng có để cái chuyện buồn phiền nó quấy rầy mình nữa. Tôi hồi xưa tôi vô chùa tôi một tay tôi hết á, thì bây giờ cũng một tay mình chứ ai đâu. Một tay lần chuỗi để người khác nó làm, buồn phiền chứ chuyện đó. Mà nếu mình dễ thương nữa, chỉ cho con cháu nó làm. Mà con cháu bây giờ có sức khỏe, con cháu làm. Mà nhiều khi con cháu bây giờ đó tài tình hơn mình, bởi vì con cháu bây giờ là YouTube everywhere. Con cháu muốn nấu món gì là con cháu chỉ cần bấm YouTube là nó lên hết. Hay hơn mình hồi xưa. Hồi xưa mình phải lật sách, mình phải làm đủ cách. Bây giờ con cháu có thần thông hơn mình. Bây giờ mình ngồi mình niệm Phật, hồi hướng cho con cháu.
để cho con cháu thấy hình ảnh mình tu. Thưa đại chúng, là bây giờ quý vị nhìn kỹ thì mình sẽ thấy rằng lúc mình trẻ mình làm mình năng nổ, bây giờ già rồi hưởng phước đi. Hưởng bằng cách nào? Niệm Phật, đi chùa thảnh thơi để mà nhìn vui vẻ với các con các cháu. Rồi bây giờ các anh chị mà đang lớn, đang đi vào cái công việc công quả đó, thì mình nhớ là mình là những người tiếp nối cho cha mẹ ông bà. Cái điều thứ hai á, là mình phải học tha thứ. Tại sao? Vì mình muốn tâm hồn mình cho nó thư thả. Khi nào mình tha thứ thì tâm hồn mình thư thả. Cũng một cái, bây giờ trong vỏ mình nó ai đó, người ta liệm vô cục đá, mình thấy cái vỏ nó nặng mà không bao giờ mở cái vỏ ra coi, cứ tưởng là mình khiêng nguyên đại vàng, khiên hoài khiên quỷ, cuối cùng một ngày nọ rảnh rỗi ra móc, trời ơi, 2-3 cục đá ở trong này. Mà hôm nay tôi tưởng là mấy đứa con nó cho vàng để vô đây. Tới hồi mình lấy cục đá mình bỏ ra, cái vỏ nó nhẹ hẳn ra. Mình cũng vậy. Những cái gì nó không quan trọng mà mình để vô trong tâm mình, thả nó ra cái tự nhiên mình thấy nó khác liền à. Thưa đại chúng, có khi nào mà quý vị ăn một cái hộp chén cơm mà quý vị thấy có hộp lúa trong chén cơm đó, thì khi mình cầm cái hộp đó lên mình nói này là hộp gì? Hộp lúa phải không? Hộp lúa. Rồi hoặc là mình kêu là hộp thóc. Nhưng mà khi mình lấy cái tay mình lột cái vỏ đó ra thì bây giờ mình kêu là hộp gì? Hộp gạo, hộp cơm. Tu nó vậy đó. Còn cái vỏ kêu là thóc, lột cái vỏ gọi là gạo, là cơm. Để cái vỏ phiền não, để cái vỏ khổ đau, kêu người này, kêu người dễ khó thương, kêu thế này, lột cái vỏ nó ra thôi. Cho nên cuộc sống của mình nhiều khi á, chỉ cần lột cái đó là mình có cái tên khác à. Hồi xưa mình có cái biệt hiệu là Năm Chằn. Thí dụ vậy đó, giờ vô chùa tu kêu Năm Hiền. Lột cái vỏ thôi nó đổi tên à. Chư Phật Bồ Tát do tu mà được thánh hiệu, còn chúng ta sống do tật bệnh của mình mà chúng ta có biệt hiệu. Chư Phật là có hồng danh, còn mình là có gì? Chết danh. Thí dụ như mình hay nóng nảy, ta kêu ô ba lửa đó hả, tôi biết mà. Ta mình cứ nóng nảy như lửa, cái chết danh là ba lửa, Năm Chằn. Thí dụ vậy. Nhưng mà mình sống mình thay đổi. Tại sao mình gọi là xin đại chúng chắp tay niệm hồng danh chư Phật? Hồng danh là gì? Là những cái danh này, là những cái tên của chư vị này, nó mang cái ý nghĩa sâu sắc và lớn rộng lắm. Chỉ cần mình niệm danh hiệu này lên, tự nhiên tâm hồn mình nhận ra được những điều học hỏi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Đại Bi là cái lòng thương lớn. Quán Thế Âm, có ai mà nghe tới Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mà chống nạnh không? Thể mà đang chống nạnh về mà ta niệm Nam Mô, cái tự nhiên mình thấy như vậy đó. Cho nên đó là hồng danh. Mình nghe hồng danh của Phật là tự nhiên người mình nó phải khác à. Mình đang chỉ trỏ như vậy nè, mà tự nhiên ở dưới này ta mới mời đại chúng chắp tay niệm Phật, cái tự nhiên tay này rút xuống. Hồi nãy mình đang dày nè, mà tự nhiên người ta niệm hiệu Phật lên là mình dày liền. Phải không? Mình đang dày mình muốn gì? Tự nhiên là người ta dày liền. Cái đó gọi là gì? Hồng danh. Còn nếu mà mình dữ quá, mình nói cái bà đó tới, ừ, để tôi chờ bà tới để biết tôi. Mình là chết danh. Tại vì cho cái tật của mình. Còn chư Phật là do tu mà được hồng danh. Mình do tật của mình mà chết danh. Thế thì thưa đại chúng, cũng cái hộp đó đó, mà còn vỏ là thóc, mà lột vỏ là gạo. Quý vị thấy tu không? Nó chỉ cần đổi thôi. Thí dụ ha, cái cô đó đó, tháng rồi mình gặp nha, trong chùa xưa nay mình gặp cổ vẫn kêu bà khỏe không. Khi mà cổ đi xuất gia rồi mà gặp cổ là không có bà nữa nha. Chào cô đó. Khi mà cái đầu cạo, cái áo mặc lên rồi, dù bà là bạn thân với mình nhưng mà cô không có dám gọi bà nữa. Cô, sư cô đó.
Nhưng mà sư cô này hiền, không có la, cho nên cổ không bao giờ có tên là sư cô la. Sư cô này hiền. Thưa đại chúng, là thường thường mình tu á, kinh điển á, thấy không? Ngoài cái chuyện nằm trong sách vở, kinh điển nằm bàn bạc trong cuộc sống của mình. Nếu như mình không có những khó khăn thì làm sao mình biết được những cái công thức để vượt qua chướng ngại? Thế thì chúng ta đi chùa Liên Hoa là đi chùa gì? Đi chùa Hoa Sen. Mà chùa Hoa Sen á, là thứ nhất là sen phải mọc từ trong bụng, không có bụng làm gì có sen. Cho nên không có khó khăn thì làm gì có hoa sen, không có khó khăn thì làm gì một con người chuyển hóa được. Mà thưa đại chúng, quý vị quán chiếu, quý vị thấy đồng ý là sen không có bỏ gì không? Củ sen ăn được nè, ngó sen ăn được nè, tim sen mình uống trà nè, cánh sen mình làm trà nè, hộp sen mình nấu chè nè, gương sen mình làm thuốc nè, lá sen mình gói xôi nè, phải không? Nguyên cả cây sen, không có cái gì bỏ hết. Cho nên cuối cùng có ai gặp mình nói con sen. Mình sẽ tức lên, mình nói tại sao chị kêu tôi là con sen? Trời đất ơi, con của sen là liên tử, phải không? Mà Phật ngồi trên hoa sen là đệ tử. Cho nên á, thưa đại chúng, nếu ai mà kêu mình con sen đừng có buồn. Ồ, như vậy là người ta khen tôi đó. Chuyện gì tôi cũng làm được hết. Quét nhà tôi cũng biết, nấu ăn tôi cũng biết. Tôi y như cây sen, lá cũng xài được, ngó cũng ăn được, bông sen, củ sen. Vậy thì tôi là nguyên một con sen. Mà khi mình thấy mình là con sen thì ai mà kêu mình thấp hơn con, có gì thấp hơn con sen nữa đâu. Thật ra người ta kêu mình con sen, thay vì buồn, khỏi cần buồn, khen đó. Người ta khen đó. Cho nên nếu mà ai nói là ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sứ đeo, sứ về sứ ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sứ trọc đầu. Mình nói trời ơi, nó làm thơ, nó chọc kẹo mấy thầy chứ. Không, đọc lại đi, đừng có đọc theo cái kiểu người ta đang chê mình. Khen ba cô đội gạo đi chùa, mà lỡ có một cô yếm thấm làm cho sư mê đó. Nhưng mà cũng may mắn sư mê bị gì sư người đời, nhưng mà sư quán chiếu, sư tu xong cuối cùng sư thấy rồi, trọc đầu khỏe hơn, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Như vậy sư còn tu, vậy sư còn tu. Mà nếu mà nói là ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời tiều. Ốm lăn ốm lóc mà cuối cùng sư vẫn tu, như vậy là khen. Thật sự ra cái câu bài thơ người ta châm biếm, nhưng mình được không cần phải nhìn đó là một câu châm biếm. Pháp Hòa muốn nói ở đây là Pháp Hòa muốn nói đến sự tu tập và quán chiếu. Đời có thể cho mình tất cả những cái đau thương, nhưng hãy quán chiếu để lấy những đau thương thành ra bài học. Chứ nếu mà quán chiếu, chúng ta mà quán chiếu thấy cái này khổ cái buồn, thưa đại chúng, cả ngày quý vị nhiều chuyện để giận lắm. Nếu mà muốn chịu giận đó nha, một ngày giận 10 người cũng có. Còn muốn chịu tha thứ không? Không có chuyện nào quan trọng hết. Bây giờ mình tha thứ thì mình thư thả, mình ôm ấp thì mình nặng nề, phải không? Cho nên nè, quăng bỏ dục liễn vất, muốn cái nào, cái nào nó cũng out of pocket hết. Mình throw away cũng được, mình let it go cũng được, mình put it down cũng được. All kind of words, use some term to make you feel better. Cho nên khi mình ngồi thiền á, bữa nào mình đang bực quá, thở vào tôi biết tôi đang giận, thở ra tôi đang làm cho giận xuống. Mình thở trước khi mình nói, còn mình nói xong rồi người ta đánh mình mất thở. Nói với cái giận, bực quá. Có nhiều khi mình bực quá mình nói câu để cho tôi nói rồi chết liền tôi cũng được nữa. Vậy mà ta hỏi chết, cứu má con, cứu má con.
Cho nên nhiều khi mình giận cứ mình cứ nói đại à. Rồi kiểu nhiều khi mình nói để tôi nói rồi tôi đọa địa ngục cũng được nữa. Nói làm chi câu đó lớn quá. Phải không? Mình nói ra rồi có té vàng có té bạc gì đó, mà có cứu vãn được tình hình đâu. Thành thử khỏi nói. Không nói không có nghĩa là im lặng để người ta làm sai. Không nói trong khi giận, đợi mình bớt giận rồi mình sẽ nói. Tại vì khi mình bớt giận rồi thì cái lời nói mình sẽ nó tế nhị hơn. Cũng nói chứ không phải không. Nhưng mà nói với một tâm hồn thanh thản thì cái lời nói này nó có tác dụng hơn. Có nhiều khi á, mình nói mình đâu có biết mình đang nói gì. Tại khi mình giận mà. Nhiều khi mình giận quá cái mình dùng những cái từ rất Việt Nam. Mày lì quá, mắng con mình. Thì nó đâu có hiểu cái chữ lì là không có được dùng. Nó chỉ hiểu là khi ai mà nói không nghe lời là kêu lì. Cái bữa đó nó nói gì ba nó không làm. Nó nói ba lì quá. Tại vì tiếng Việt Nam mình cái chữ lì là để cho người lớn dùng cho người nhỏ, chứ không phải người nhỏ dùng cho người lớn. Nhưng mà con nít nó đâu có biết đâu. Thì nó cứ nghe ai mà nói không nghe lời thì cứ xài chữ lì thôi. Má nó chửi nó, mày là con quỷ cái. Lần sau ta hồi má nó, nó nói má là con quỷ cái. Thưa đại chúng, tại vì khi mà chúng ta dùng chữ, dùng từ mà chúng ta quên chánh niệm là chúng ta đang nói với ai? Chúng ta đang nói với ai? Ở trong chùa Pháp Hòa, mỗi lần mấy chú tiểu muốn cho nó ăn gì, chú mấy em cứ phát, à, chùa hay cô, mấy thầy nói, con ngoan, con giỏi, ăn đi. Lần sau ảnh mời sư ông ăn xoài, ảnh nói sư ông ngoan, sư ông ăn đi. Nhưng mà mình dùng cái từ ngoan đó với nó thì nó sẽ nói là ngoan với mình, nhưng mà cái từ nó nói nhẹ. Thấy không? Còn mình nói ăn giọng cho lẹ đi thì nó cũng sẽ ăn, nhưng mà lần sau nó gặp mình nó nói thầy ăn giọng cho lẹ đi. Bây giờ nó đâu có biết gì đâu. Thật sự thưa đại chúng là cái thời cái con người chúng ta là dễ quân cái nhiễm, mà đâu phải dễ dàng chúng ta bỏ nó đâu. Chúng ta nên đó, cái tập khí là do chúng ta huân, mà tu thì cũng do chúng ta huân. Bây giờ mình phải quán là mình đã huân cái gì nhiều rồi thì đã đến lúc chúng ta bắt đầu phải buông cái đó. Thời gian không có. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta nhớ là cái thái độ, cái cách sống của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể thuyết pháp cho mọi người bằng cái cách sống của mình, bằng cái cách hành động của mình. Mình phải kiểm soát tâm ý. Thưa đại chúng, mình là người tu, mà đã là người tu, đến khi nào mình thành Phật chừng đó mình mới ngưng nghĩ sự quán chiếu về tâm ý. Còn ngày nào còn tu là ngày đó phải quán chiếu tâm ý hết. Tại vì tham nó có thể khởi, sân nó có thể khởi, si nó có thể khởi. Có nhiều người nói vậy nè, con nói thiệt với thầy, bây giờ con không có sợ gì, con sợ tham. Nhưng mà thưa đại chúng, tham á, nó là con của si. Phải sợ si mới quan trọng, bởi vì si là gì? Si là mê lầm. Chính khi mê lầm cho nên tham trật chỗ. Chính khi mê lầm cho nên mới giận hờn trật chỗ. Cho nên si là quan trọng, phải sợ si. Trong ba độc tham sân si, mà si là cái nguồn, cái đầu mối của mọi sự lỗi lầm. Còn si là còn tham, nhưng mà tham không đúng. Tham không có biết cách tham. Thí dụ như nè, mình tham tu, mình tham cúng dường bố thí, còn người kia cũng tham, nhưng mà tham đi chơi, tham ăn nhậu thì nó khác. Phải không? Thành thử ra cái tham nó cũng tham hướng thượng, tham hướng hạ. Cho cái người tham thì ai cũng còn, nhưng mà có chánh niệm. Thậm chí thưa đại chúng, hàng ngày đời sống của chúng ta còn cần tiền không? Chúng ta cần ăn không? Chúng ta cần mặc không? Nhưng mà có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết chừng mực cái ăn, cái mặc của mình, tự nhiên mình hạnh phúc hơn. Bây giờ nè, thất nghiệp đang lan tràn, thì mỗi người chúng ta biết tiết kiệm những gì chúng ta cần tiết kiệm để cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng hơn. Đó. Như vậy thì chúng ta còn muốn ăn nghĩa là còn tham. Cái gì mà chúng ta còn muốn là còn tham.
Cái chữ tham đó không có nghĩa xấu, cái chữ muốn nó không có nghĩa xấu, mà cái quan trọng chúng ta có chánh niệm để muốn cái gì. Chứ còn cuộc sống của chúng ta là con người, sao chúng ta hết muốn được? Cho nên có nhiều người nói tôi giờ khỏe hết muốn gì rồi. Nhưng mà hễ mà đụng tới mình coi, cái mình muốn ăn thua đủ. Có đôi khi mình nói tôi muốn làm cho nó ra lẽ. Nhưng mà có những cái mình á, chỉ cần mình sống á, mình có kiểm soát tâm ý, cái gì nó hiện khởi mình biết. Pháp Hòa ví dụ, mà cái này á, nó gặp với mình hoài. Ta Pháp Hòa hay cái chuyện này. Hồi chiều hôm qua Pháp Hòa bay qua đây, đi bay qua đây cái mình ngồi sau lưng hai bà già. Mà thiệt sự ra cái lúc mình lên máy bay là mình cũng đi sau lưng hai người đó, mà đi thiệt là chậm, tại hai người bự thiệt là bự, mà đi thiệt là chậm cầm ngày. Từng tiếng mà trời ơi mình thì muốn gấp vô, chi biết không? Để cái vali lên sợ hết chỗ. Rồi ngồi xuống để mình nghỉ, mình đi ngủ thì mình mệt. Tức là lúc nào mình cũng có cái lý do để mình vượt người ta hết á. Xong rồi cái bắt đầu mình né, mình lách làm sao, cái cuối cùng đi cho lẹ lên, cái cuối cùng sắp hàng nguyên đám trước. Thì những cái lúc như vậy á, thì mình mới tức cười, mình nói trời ơi cuộc đời này con người của mình nó cười ghê lắm. Hay không, muốn hơn được người ở đằng sau, cuối cùng thua nguyên bầy ở đằng trước. Thế đại chúng mình tu để làm gì? Tu để quán chiếu cuộc đời thôi. Có nhiều khi mình làm anh hùng nhiều người lắm, mà gặp con người mình sợ muốn chết. Đó, có nhiều khi mình gặp những người khác mình anh hùng, nhưng mà rồi cuối cùng cũng có người trị mình. Đó, người ta thường nói là sao, vỏ quýt dày thì móng tay nhỏ. Cho nên trong cuộc sống của mình á, nhiều khi mình chỉ cần nhường người ta đi trước một chiếc xe thôi. Nói theo Việt Nam có chết một tay người ta nào đâu, vậy mà cũng ráng vượt cho được. Vượt một chiếc xe đó, nếu mà lỡ mai chiếc xe đó cũng nhào tới cái làm cái rầm, cái lúc đó mình hối hận, em nói trời phải nãy biết tôi nhường nó được rồi, phải hồi nãy biết thì còn chuyện gì để nói. Thấy không? Cho nên thưa đại chúng, mình học Phật để làm gì? Để tập cho mình chậm lại một chút. Có đôi khi mình nhanh quá không tốt, người ta nói cái gì phản ứng liền. Hôm rồi có bà đi họp, trong một cái buổi họp thì toàn là những người đệ tử Mỹ không. Thì khi mà mình họp với cái ông đó, mình có cái công trình kế hoạch cho ông làm việc. Yeah, yeah, I can do. Thì một ông Mỹ khác, ông ngồi xong ông ra ông nói thầy, thầy phải làm việc với ông này cẩn thận nha. Cái người mà I can, cái gì cũng I can đó, là lốt cuộc thêm chữ T ở sau là I cannot. Vì ông không có suy nghĩ cái gì mình nhờ ông làm, ông biết ông có làm được không. Cái gì cũng I can do, mà rốt cuộc là không có cái gì you do can hết. Thì nguy hiểm. Cho nên thường thường cái người mà người ta sống với cái tiếng Anh nó kêu là cái fast react, dễ bị hớn lắm. À, mà bút xa thì gà chết. Cho nên thưa đại chúng, tu thiền nó không có gì đặc biệt hết. Tu thiền nghĩa là chúng ta biết chậm lại, biết nhìn sâu từng công việc của mình. Ở hôm nay Pháp Hòa thăm về đại chúng, Pháp Hòa không có nói cái gì mà nó sâu sắc cao xa, những cái điều rất là gần gũi trong cuộc sống của mình. Và chúng ta nhớ rằng thời gian không có nhiều, mà nếu chúng ta không biết tập dừng lại và chúng ta sống với từng giây phút chúng ta đang có đó. Có một hôm Pháp Hòa nằm chiêm bao, thì Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đi Ấn Độ. Thì thường thường công việc ở nhà mình nhiều lắm, mình đi đâu thì mình cũng muốn đi về cho đúng giờ, đi về sớm để mình lo công việc chùa. Thì cái bữa đó qua nằm chiêm bao, Hòa thấy Hòa đi Ấn Độ hành hương, cái tự nhiên trong tâm mình cũng sinh khởi một cái ý niệm là mình muốn đi về. Nhưng mà cái giây phút sau cái nó nói tại sao, trời ơi bao nhiêu năm trời mình đợi đi Ấn Độ, mình được về đất Phật, hôm nay mình được ở đất Phật rồi thì tại sao mình lại không enjoy. Cái tự nhiên mình ngồi trên xe, mình thấy hạnh phúc từng bước chân, từng cái cử chỉ của mình. Đúng hơn là mình nằm chiêm bao, mình thấy mình đi Trung Quốc thăm các cái đất của các vị tổ ngày xưa sống đó. Thì mình đọc trong sử, mình thấy tổ lục tổ sống ở đây, ngũ tổ sống ở đó, cho nên mình thích đi về các cái chùa mà chư tổ sống ngày xưa. Thì khi mà nằm chiêm bao, mình thấy là mình phải tận hưởng những giây phút này, tại vì mình không có cơ hội nhiều.
Cho nên cũng như vậy, sắp tới đây mình có đi Ấn Độ, mình có đi trở về đất nước Việt Nam, mình thăm quê nhà, mình thăm những ngôi chùa, quý vị hãy bước từng bước chân thanh thản, đặc biệt là những chốn tổ, những ngôi chùa mà hàng ngàn năm về trước các tổ mình đã từng trụ ở đó. Trời ơi, cả ngàn năm trước những bước chân của chư tổ ở đây, hàng ngàn năm sau mình là hậu sanh mà được bước ở bước chân này thì không có gì hạnh phúc bằng. Suy nghĩ vậy thôi tự nhiên hạnh phúc tràn đầy. Cho nên Pháp Hòa đi Ấn Độ nghe, tới những nơi mà Đức Phật ở hạnh phúc quá. 2,000+ năm về trước Đức Phật đã từng bước những bước chân ở nơi này, không ngờ mấy ngàn năm sau mình được dẫm chân ở mảnh đất này, thì tự nhiên bao nhiêu cái mệt nhọc, cái ăn cà ri không còn là cái problem của mình nữa, phải không? Mà những cái gì đó nó phụ thuộc, nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Cho nên đại chúng về chùa cũng vậy, nếu ai làm cái gì mình buồn, mình phải hỏi mình: mình về chùa để mình tu hay mình về chùa để mình giận? Nếu mình nói đi về chùa tu thì đừng có để thêm cái dấu huyền nó thành chữ tu, tự nhiên mình nhẹ ra liền. Rồi Pháp Hòa chỉ share với đại chúng một cái nữa. Mình đi làm từ tiệm tóc cho tới tiệm nail, giành giật dữ lắm, tranh giành hơn thua dữ lắm, rồi thậm chí người ta kiếm chuyện với mình nữa. Khi đó mình chán lắm, mình muốn đi về, nhưng mà tiếc, đi về đi làm đâu, chỗ này vui lắm. Tự nói với mình vô đây kiếm tiền hay mình vô đây kiếm chuyện? Vô kiếm chuyện thì phiền não, mà kiếm tiền thì nhịn làm 8 tiếng rồi đi về. Thật sự ra đó, cuộc sống của chúng ta là một quá trình để tu. Đức Thế Tôn của chúng ta cũng từng tu như vậy, chứ có khác đâu. Ngài ngồi thiền, Ngài cũng phải phấn đấu với những cái phiền não ở nội tâm của Ngài, để Ngài vượt được những cái phiền não đó. Đến một cái giây phút đó Ngài gọi là Phật, chứ thành Phật đâu có gì đặc biệt. Thành Phật đâu có nghĩa là Ngài ngồi cái nó bùng một cái Ngài quay ở trên, rồi bắt đầu phóng hào quang, rồi đi trên nước. Thành Phật không phải vậy. Thành Phật là khi tâm mình vượt qua tất cả mọi thứ phiền não, và tất cả mọi phiền não đó không còn khả năng làm mình khổ nữa. Mình chưa là Phật, mình chưa là Thánh, nhưng mình phải là hiền. Hiền là gì? Những người đang đi trên đường Thánh. Cho nên chúng ta gọi là hiền thánh. Những bậc thánh là những người đã tới nơi, còn mình là on the way. On the way gọi là hiền, tới nơi rồi gọi là thánh. Khi mình chưa thành thánh, mình phải quán tâm mình cho thường, để ý nó tham biết, không có tội lỗi nha, đừng sợ. Khi đang tụng kinh nó nghĩ ra, lo ra dữ lắm. Đang tụng kinh mà tâm lo ra, đừng có sợ, đừng có buồn. Nói trời ơi, sao tôi tụng kinh mà tôi lo ra hoài, chắc nghiệp tôi nó nhiều lắm, hay không biết có tội không. Phật đâu có quẩn đâu mà ngồi coi ai lo ra chứ lo vô. Phật đâu có rảnh đâu mà ngồi coi ai tụng trật chứ tụng sai mà bắt tội. Chính mình lo ra nhiều như vậy, cho nên phải tụng kinh nhiều nữa. Tụng kinh là một phương cách để giúp cho tâm mình định, đừng có buông. Mình buông là mình thua nó. Niệm Phật là giúp cho tâm mình định, trì chú là giúp cho tâm mình định, ngồi tụng kinh là giúp cho tâm mình định. Tụng hoài đến khi nào thân đau tâm đó, ngồi tụng kinh từng chữ từng lời của kinh mà mình thảnh thơi. Còn lo ra không sao hết. 1 giờ tụng kinh mà 30 phút lo ra, còn 30 phút lo vô, đỡ hơn ngày xưa nguyên giờ lo ra. Quý vị thấy được điều đó ha. Thấy được như vậy là mình cái gì? Biết nhận diện những cái đẹp chút chút. Đối với nhân thế cũng vậy, đừng có nhìn ai xấu hoàn toàn, họ cũng có cái dễ thương của họ. Thí dụ cái chị đó hay la, chị la mà cái tâm chị tốt, thôi nhận cái tâm tốt của chị, quên cái tiếng la của chị đi, phải không? Còn cái chị này nè, chỉ la hoài mà chỉ cho mình ăn. Trời ơi, ăn khỏe thấy mồ lo la chút đâu sao. Cuộc sống của mình
cái quan trọng là chúng ta biết nhìn những cái đẹp của người khác để mình làm cho mình hoan hỷ. Quý vị nhìn một bình hoa, ai cũng nói ngắm hoa phải không? Đâu có ai nói ngắm lá đâu. Nhưng mà không có lá thì bình hoa thiếu đẹp. Phải có lá bình hoa mới đẹp. Mình đem ra một cái tô súp, mình nói ăn súp chứ đâu ai nói ăn tiêu. Nhưng mà thêm một cọng ngò, thêm một chút tiêu làm cái tô súp nó đẹp. Tuy ăn ngon là chính, nhưng mà làm hấp dẫn cũng là chính. Cho nên mình sống ở đời, trời ơi một lời chào của tôi ăn thua gì? Dạ không, ăn thua dữ lắm. Một tiếng chào của mình mà có thể giải tỏa mọi oán thù, tại sao không chào? Hôm nay người ta chưa giải, cứ chào riết thế nào cũng giải. Một khúc gỗ mà không đục, không đẽo, không ra tượng Phật, mãi mãi là khúc gỗ. Một con người khó thương, mình gặp họ mình cứ chào miết đi, thế nào họ cũng phải dễ thương thôi. Tại sao mình gặp họ mình cứ chào, mình cứ tốt? Cái chính cái tốt của mình là chặt, là đẽo, bào, gọt, riết. Một cái khúc gỗ đó sẽ trở thành ra một tượng Phật. Khúc gỗ để dưới đất, đi ngang không ai quan tâm. Đem khúc gỗ ra đục đẽo bào, đem lên bàn thờ lại muốn chết luôn. Thôi thì bây giờ mình nhiêu đó mình tu đủ rồi. Thì trước hết là con xin cảm ơn Thầy trụ trì đã tạo cho cơ hội cho tất cả chúng ta được gặp nhau tối hôm nay. Và trong thời gian Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, có cái gì sơ sót thì mong quý vị hoan nghỉ cho. Và những điều Pháp Hòa muốn nói, nó chỉ đơn giản một việc thôi. Thứ nhất là chúng ta hãy quý cái thời gian mà chúng ta có được. Hãy quý những đồng bạn của mình khi mình tới chùa được với nhau. Và hãy buông xả những gì nhẹ nhàng cho là lúc chút, phải không? Hãy trân quý những cái lúc chút mà cái đẹp của người xung quanh. Tự nhiên cuộc đời và cuộc sống, cuộc tu của mình nó có khác lớn lắm. Hãy bắt đầu mỗi ngày chúng ta bằng những điều thật đơn giản. Thức dậy, mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Khi mình có con mắt mình nhìn đời rồi thì tự nhiên làm cho cuộc sống mình nhẹ ra, và mình làm cho người khác cũng dễ chịu với cái cách nhìn, cách tiếp xúc của mình. Như thế chúng ta đã là Phật tử, đã là tu rồi. Thì mời đại chúng chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta sang một cái chương trình khác. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thay mặt cơ đạo tràng chùa Liên Hoa, thành kính cảm tạ đại đức pháp sư không ngại đường xa xa xôi về đạo tràng chúng con và một thần pháp diệu thật quý báu. Chúng con kính chúc đại đức pháp sư pháp thể kinh an, chúng sanh vì độ Phật đạo viên thành. Mong đại đức có dịp về Chicago và ghé đạo tràng chúng con, ban bố cho chúng con thần pháp. Xin mời Phật tử Nguyên Khai tác bạch cúng dường. Thầy cô, đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, Phật tử đạo tràng chùa Liên Hoa chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chùa Liên Hoa tại Chicago chúng con có nhân duyên lành được thầy hoan hỷ về đây giảng cho chúng con một thời pháp tối hôm nay.
giờ này đạo tràng chúng con không biết lấy chi đền đáp. Chúng con có đức tình tài, thành kính như pháp dâng lên cúng dường thầy, ngưỡng mong thầy hoan hỷ nạp thọ, để đạo tràng chùa Liên Hoa chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ được rồi con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đại chúng chúng ta có đủ duyên để chúng ta gặp nhau trong một cái khung cảnh thật là đầm ấm đạo tình như thế này. Và sau một thời nói chuyện thì hy vọng những gì Pháp Hòa chia sẻ thì chắc hy vọng là chút ít quý vị cũng lượm lặt để làm một chút xíu hương vị cho cuộc sống tu tập của chúng ta. Và chắc chắn rằng ở đây quý vị được thầy trụ trì hướng dẫn nghe rất nhiều những cái điều Phật pháp cao thâm từ ở nơi thầy. Pháp Hòa đến thì chỉ trong chốc lát, cũng như là một chút ngò, chút tiêu làm cho cái hương vị đó thêm chút xíu hương sắc nữa vậy. Thì mong đại chúng có đầy đủ sức khỏe, bình an và luôn luôn giữ đạo tâm cho kiên cố, để mà như mình, như một đóa hoa sen vượt tất cả những cái bùn nhơ của thế gian này. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc quý vị sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thầy đã hoan hỷ nạp thọ rồi. Đạo tràng chùa Liên Hoa chúng con thành kính chúc thầy phá thể kinh an, chúng sanh dị độ và chúng con. Lắng lòng nghe